Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Vụ việc thi thể Ác Khôi, cuộc thi áo dài có tên viết tắt HIN nổi lên trên đoạn sông Hồng tại bãi cát thôn 2 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội vào trưa ngày 13 tháng 10 đã khiến dư luận bàng hoàng. Ngoài bức xúc trước hành vi vô nhân tính, tàn độc và hết sức dã man của nghi phạm tại Duy Khanh, sinh năm 1985, quê Thái Bình, ai cũng thấy xót xa cho thân phận thiếu nữ 17 tuổi với ước mơ đã khép lại một cách nghiệt ngã. Rất có thể, cái chết của Ác Khôi HIN sẽ không bao giờ được làm rõ, giống như vụ việc Lương Hải Như, cô gái mất tích đã hơn một năm và vụ án đã phải đình chỉ bởi cơ quan chức năng cũng như gia đình Hải Như, không thể tìm ra được bất cứ manh mối nào. Tuy nhiên, buổi trưa ngày 13 tháng 10, vợ chồng người thuyền chài có tên viết tắt là TMD đã đi qua đoạn sông đó, đã phát hiện một phần thi thể của nạn nhân HIN. Cách bờ chừng 30-40 mét, vợ chồng anh Đê thấy phần chân của nạn nhân nổi lên. Ban đầu cả hai vợ chồng anh đều bán tín bán nghi, nghĩ rằng đó chỉ là con Manokan đã hết thời hoặc là ai đó tự tử. Nhưng khi tiến lại gần, cả hai bàng hoàng khi biết đó là chân người đã bị cắt rời. Ngay sau đó, bạn chài của anh Đê tiếp tục phát hiện một đầu người của nữ giới mắc trên bờ. Kết nối những tình tiết trên, ngay lập tức anh Đê đã nghĩ đến một vụ án mạng nghiêm trọng và vụ việc đã được anh Đê nhanh chóng báo cho lực lượng chức năng Công an thành phố Hà Nội. Đến khoảng 15 giờ 30 ngày 13 tháng 10, anh Đê cùng với vợ quay lại hiện trường, phát hiện một khu vực có ruồi bao kính và nhiều dấu vết xi măng mới. Tiến tới để kiểm tra, anh Đê bốc vài cục đá đè lên trên chiếc chăn cũ thì phát hiện bên trong là một lớp xi măng rất mới. Nghi vấn có dấu hiệu bất thường, anh Đê đã gọi điện thoại trình báo lực lượng chức năng về sự việc. Có mặt tại hiện trường, lực lượng chức năng sau khi cạy bỏ lớp xi măng đã để lộ ra phần thân của tử thi. Phần thân người này được quấn trong một chiếc chăn và buộc dây chắc chắn. Theo nguồn tin từ Công an thành phố Hà Nội, nghi phạm được xác định là Tạ Duy Khanh, bị bắt khi đang lẩn trốn tại nhà riêng ở Thái Bình. Khi được vây bắt, Khanh dùng dao tự sát nhưng bất thành. Hiện nghi phạm đang được cấp cứu, điều trị tại bệnh viện dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng chức năng. Liên quan đến vụ án giết người phân xác phi tang đặc biệt nghiêm trọng trên sông Hồng xảy ra tại địa bàn xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội, các chuyên gia pháp y cho biết nghi phạm Tạ Duy Khanh đã lường trước quá trình phân hủy của tử thi có thể khiến nạn nhân nổi lên. Chính vì thế khi mang xác nạn nhân ra bãi cát thôn 2 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội phi tang, Khanh đã bọc kỹ xác nạn nhân, sau đó dùng các tảng đá đè lên, đặc biệt để tránh bị người dân phát hiện xác của nạn nhân HIN. Nghi phạm đã đổ xi măng khu vực chôn giấu phần thân nạn nhân tại hiện trường. Qua công tác điều tra ban đầu được biết, chị HIN là bạn gái của Khanh. Tuy nhiên, điều bất bình thường đó là nghi phạm Tạ Duy Khanh là người đã có gia đình. Về mặt luật pháp, trước hết Khanh đã vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng, vi phạm luật hôn nhân gia đình. Tuy nhiên, những chi tiết lắt léo đằng sau cuộc tình vụng trộm của Khanh với nạn nhân sẽ được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội làm rõ và công bố sau. Song bước đầu đã cho thấy những dấu hiệu mờ ám từ vụ việc. Cũng liên quan đến vụ việc, chiều 15 tháng 10, Công an thành phố Hà Nội có thông tin chính thức về vụ cô gái bị giết, phân xác phi tang xuống sông Hồng. Theo Công an, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 13 tháng 10, Tổng đài Cảnh sát 113, Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo của quần chúng về việc phát hiện một thi thể người bị phân mảnh tại bờ sông Hồng, đoạn qua thôn 2 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm. Nhận tin báo xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, Giám đốc Công an thành phố đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, các cục nghiệp vụ Bộ Công an, đồng thời giao Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Gia Lâm, các đơn vị nghiệp vụ liên quan bảo vệ tổ chức khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi tiến hành điều tra theo quy định. Căn cứ kết quả điều tra chứng cứ thu thập được, Công an xác định nạn nhân có tên viết tắt là HIN, 17 tuổi, trú quận Ba Đình, Hà Nội. Chị HIN bị hung thủ sát hại phân xác để phi tang. Qua xác minh điều tra, đến 23 giờ ngày 14 tháng 10, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an thành phố đã phối hợp Công an tỉnh Thái Bình phát hiện bắt nghi phạm Tạ Duy Khanh, 38 tuổi, quê Thái Bình. Nghi phạm bị bắt khi đang lẩn trốn tại Thái Bình. Hiện Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì tiếp tục phối hợp các đơn vị có liên quan tập trung điều tra vụ án để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Sau hơn một ngày vào cuộc điều tra,
Công an Hà Nội đã bắt giữ được nghi phạm sát hại rồi phân xác giả mang cô gái trẻ phi tang tại sông Hồng. Nghi phạm tên là Tạ Duy Khanh, sinh năm 1985, quê ở Thái Bình, trú tại khu đô thị Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội. Khanh được xác định là bạn trai của nạn nhân. Hiện Khanh đã bị bắt giữ và được xác định là người yêu của nạn nhân. Vụ việc vẫn đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội điều tra làm rõ. Song, những chi tiết nóng ban đầu cho thấy sự giả mang tàn độc của nghi phạm Tạ Duy Khanh. Từ hiện trường phát hiện các mảnh thi thể của nạn nhân có tên viết tắt HIN, cho thấy đây là một vụ án giết người phi tang với tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Nghi phạm đã thực hiện tội ác đến cùng khi ra tay quyết liệt tước đoạt mạng sống của cô gái. Sau đó, lo sợ hành vi phạm pháp bị phát giác đã nhẫn tâm phân xác nạn nhân để phi tang, hòng che giấu tội ác. Khanh đã lường trước được quá trình phân hủy của tử thi có thể khiến nạn nhân nổi lên. Chính vì thế khi mang xác nạn nhân ra bãi cát, thôn 2 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội phi tang, nghi phạm đã bọc kỹ xác nạn nhân, sau đó dùng các tảng đá đè lên. Đặc biệt để tránh bị người dân phát giác, nghi phạm đã đổ xi măng khu vực chôn giấu phần thân nạn nhân HIN. Phần còn lại là tử thi, còn lại nghi phạm mang ra miếu bản, làng Giang Cao, chôn giấu. Tuy nhiên, không hiểu vì một lý do nào đó đã khiến các phần thi thể của nạn nhân trồi lên, sau đó được người dân phát hiện và báo công an. Hai ngày gần đây, dư luận xôn xao thông tin về vụ án mạng phân xác trên sông Hồng. Hung thủ đã xuống tay quá dã man tàn độc khi không để nạn nhân được nguyên vẹn rồi sau đó phi tang xuống sông Hồng nhằm trốn tránh pháp luật. Tuy nhiên, sau hơn một ngày vào cuộc điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ được nghi phạm sát hại dã man cô gái trẻ. Nghi phạm tên là Tạ Duy Khanh, sinh năm 1985, quê ở Thái Bình, trú tại khu đô thị Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội. Khanh được xác định là bạn trai của nạn nhân, đối tượng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà riêng ở Thái Bình. Khi cơ quan công an vây bắt nghi phạm tại nhà riêng, đối tượng có ý định quyên sinh nhưng không thành. Hiện, người này đang được điều trị dưới sự giám sát nghiêm ngặt của cơ quan công an. Nhân thân của nữ nạn nhân xấu số cũng đã được xác định là HIN, tên viết tắt. Được biết nạn nhân từng là á khôi một cuộc thi sắc đẹp ở Việt Nam năm 2022. Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra làm rõ. Trước đó, chiều 13 tháng 10, người dân thuyền chài trên sông Hồng phát hiện thi thể người phụ nữ khoảng 30 tuổi, không còn nguyên vẹn tại bãi cát sông Hồng thuộc địa phận thôn 2, Giang Cao, Bát Tràng, Hà Nội, liền lập tức báo cho lực lượng chức năng đến hiện trường. Sau đó, phần thi thể còn lại của nạn nhân được phát hiện tại bờ sông dưới chân miếu bản, làng Giang Cao. Người đầu tiên phát hiện vụ việc kể lại, phần thân của nạn nhân được bọc kín, giấu dưới nhiều tảng đá. Đặc biệt, khu vực giấu phần thân này được đổ lên một lớp xi măng. Cơ quan chức năng xác định nạn nhân là nữ giới, cao khoảng 1m6, tóc nạn nhân màu đen, dài khoảng 35cm, xăm môi màu hồng, lông mày xăm màu nâu, chân phải xăm hình hoa sen, màu xanh đen, móng tay sơn màu trắng, móng chân sơn màu xanh. Vụ phân xác á khôi cuộc thi hoa khôi áo dài Việt Nam 2023 rồi phi tang xuống sông Hồng do nghi phạm Tạ Duy Khanh, sinh năm 1985, quê ở Thái Bình, trú tại khu đô thị Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội thực hiện gây rúng động dư luận. Hiện Khanh đã bị bắt giữ và được xác định là người yêu của nạn nhân. Tuy nhiên, dư luận đang xôn xao về vấn đề quan hệ giữa nghi phạm sinh năm 1985 và nạn nhân xấu số, sinh năm 2004. Nhưng nhiều nguồn tin trên mạng xã hội vẫn đặt ra những nghi vấn khi so sánh về sự chênh lệch độ tuổi cũng như xét đến yếu tố cư trú của nghi phạm. Hiện công tác điều tra lấy lời khai của nghi phạm đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội tiến hành. Người dân hạn chế chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng về vụ việc. Nạn nhân được xác định là Á Khôi HIN, tên nạn nhân viết tắt, sinh năm 2004, hiện là người mẫu tự do. Cô cao 1m62, được đánh giá là thân thiện, hòa đồng. Gia đình đã lên thử ADN và nhận xác, dự định hỏa táng rồi gửi lên chùa ở quê Bắc Ninh. Trước đó, HIN giành ngôi vị Á Khôi hai cuộc thi hoa khôi áo dài Việt Nam 2022, tổ chức vào tháng 1 năm 2023. Thời điểm tham gia cuộc thi, cô đăng ký là sinh viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Dù giành giải Á Khôi 2, nhưng HIN có cuộc sống khá trầm, thi thoảng mới đăng ảnh và tham gia thiện nguyện. Cô từng chia sẻ, tôi mang trong mình một trái tim yêu thương, lan tỏa và chạm đến những trái tim yêu thương khác. Tôi cảm thấy biết ơn, trân trọng những mối lương duyên tuyệt đẹp ở cuộc sống này. Trước đó, vào trưa 13 tháng 10, Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo, người dân phát hiện xác nữ giới giấu trong bao tải trôi trên sông Hồng thuộc địa bàn huyện Gia Lâm. Sau gần 2 ngày tích cực điều tra, cán bộ cảnh sát Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ đối tượng Tạ Duy Khanh, trú tại xã Hồng Thái, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình.
Khanh được xác định là bạn trai của nạn nhân. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!